Năm 1995, lần đầu tiên một bài hát có sức lôi cuốn mạnh mẽ đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường. Bài hát mang tên "Điều đó tùy thuộc hành động của bạn". Sau khi được cất vang trên các hệ thống phát thanh, bài hát đã lan tỏa khắp các ngõ xóm đường phố như một giai điệu quen thuộc giúp nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi tích cực cho người dân về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp khi ấy. Đó cũng là lần đầu tiên số đông người dân Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ trái đất xanh. Khi tôi đi qua một cái khu phố nhỏ thì thấy vang lên cái bài hát, xong đó thì thấy các cửa ở khu phố đó mở hết ra. Thế xong rồi từ đó là đi ra những người đủ các cái tuổi, là ông bà rồi các cháu, và tay đều cầm chổi và xô chậu. Thì ở đấy họ nói là chúng tôi đã quen rồi, cứ thứ bảy thì là mở cái bài hát này, coi như là thay tiếng kẻng vệ sinh. Năm 1993, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ thành công một cái dự án do UNEP, cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tài trợ, với nội dung là nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và chuyển đổi hành vi cho tuổi trẻ cả nước và các tỉnh trọng điểm về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Trung ương Đoàn đã huy động các cái chuyên gia trong nước và ngoài nước để biên tập nội dung giáo dục, truyền thông, đưa vào sáng tác. Nhưng mà chúng tôi thấy có một cái khó, đây là vấn đề rất mới, vấn đề môi trường. Cái hồi đó thì gần như là ít biết, hiểu biết về môi trường. Thế thì là huy động các chuyên gia trong nước, ngoài nước để tập trung xây dựng cái bộ thông điệp là chính. Thông điệp này ban đầu các chuyên gia biên tập là Tổ quốc Việt Nam xanh thắm có còn đẹp mãi được không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc hành động của bạn và tôi. Thế nhưng mà sau khi hoàn thiện thì các chuyên gia đã góp ý là thay chỉ hai từ thôi, nhưng mà nó xoay chuyển được cái nội dung của thông điệp rất là lớn. Thí dụ câu thứ hai, tức là có còn đẹp mãi được không thì thay chỉ còn bằng chữ sạch, có sạch đẹp mãi được không. Và câu thứ tư, chỉ thuộc hành động của bạn mà thôi, chứ không phải nói là và tôi. Và tôi thì nó mang tính tôi và anh, nhưng mà nếu mà thay là chỉ thuộc hành động của bạn mà thôi thì nó khẳng định lại cái vị trí cá nhân trong lịch sử. Ai cũng tự quyết định thì cái hành động của nó mang tính bền vững hơn. Cái thông điệp thì rất hay, nhưng mà nó cũng rất là khô khan. Thế thì tôi cũng đã cố gắng suy nghĩ. Mọi người ta nêu ra là một câu hỏi thì sau đó là một câu trả lời. Thế thì tôi nghĩ đến đây là một cái sự đối đáp. Và tôi xây dựng cái bài hát trên cơ sở là có một cái sự đối đáp giữa hai nhân vật với nhau. Rất là hay, cho nên là ngay lập tức thì ban chỉ huy chiến dịch đã quyết định lấy cái bài hát này làm nhạc hiệu, phải in hàng trăm cái cassette để gửi xuống cho các cái buổi phát thanh của thôn xóm bản làng ấy, thúc giục từ cộng đồng để hành động bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Khi tôi về quê hương của tôi là Bắc Ninh, thấy trẻ em chăn trâu nó đang chơi đùa ở đấy và nó thổi sáo. Thì tôi thấy rất ngạc nhiên là nó không hát các cái bài dân ca bình thường mà nó lại hát cái bài "Điều đó tùy thuộc hành động của bạn". Tôi có hỏi là các cháu học bài hát này ở đâu? Thế các cháu bảo là ở trên đài. 28 năm rồi, thế nhưng mà đây đó vẫn còn vang lên cái thông điệp đấy. Thế và cái bài hát đấy ấy, thì là chúng tôi nghĩ rằng là nó còn sống mãi với thời gian.